Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình, và mình là Tung MC, đẹp trai thanh lịch vô địch khắp vũ trụ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chơi of Survival Evolved Season 1 000 Season Rital Isle tập 11. Thì nói về tập trước, tâm sự nhiễm với các bạn trước, đó là ở tập trước mình làm một cái khu nhà string house để trồng trọt, và ở cuối video thì mình đã nói chung là hoàn thành được cái ngôi nhà, nhưng mà mình chưa có trồng trọt cái gì. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy thành quả khoảng chừng 1 tiếng 45 phút của mình. Tí tí tè rồi, hơi bị đỉnh của đảng nha, đỉnh của đảng luôn nha nào. Anh em thấy ghê không? Đây thì tôi sẽ cho anh em biết vài cái thông tin, tại vì hồi từ trước tới giờ, từ bên kênh Mê Game cho tới những cái kênh này, thì tôi chưa có gọi là thực thụ là một anh nông dân và hướng dẫn cho các bạn cách trồng trọt. Thì hôm nay tôi sẽ nói ra những gì tôi biết ha, chỉ thêm những gì tôi biết cho anh em về cái mé mà trồng trọt. Ngoài tem khủng long ra thì chúng ta có xây nhà và trồng trọt. Thì ở đây anh em thấy là cái bệ này là để trồng những cái hạt giống mà anh em thường dùng con strike hay lấy tay để lấy ra đó, thì nó có tên là C, hạt giống là C S E E D ha. Thì cái bệ này không có giống như cái bệ gốc ở trong ARK, đây là một cái bệ mod của mod Strutterloot. Thì cái bệ này nó đẹp hơn bệ gốc rất là nhiều, tôi sẽ cho anh em xem. Anh em vào cái phần mà Enram học là cái verb á, đây anh em thấy không, nó có 3 loại bự, nhỏ và vừa. Thì đây là cái verb mà tôi làm. Ở đây nó có thông tin nè, anh em thấy cái phần mà string house không? Đây string house effect có nghĩa là hiệu ứng nhà kính á, hiệu ứng cái nhà này nè. Khi mà các bạn bước vào cái nhà thì nó sẽ có effect, có nghĩa là hiệu ứng 300%, giúp cho bông hoa mình nó bự hơn, nó chắc hơn, nó dài hơn. À không, phải gọi là cái trái mình nó vừa bự nè, vừa dài nè, gân gốc nè ấy. Còn water thì 600/600 có nghĩa là water là nước nè, anh em có thể uống nước ở đây luôn. Còn ở đây là nó có cái nose fertilizer, tôi đọc nhầm là fertilizer gì đó. Nó là cái phân bón anh em, nó để nốt có nghĩa là không có phân bón, và nốt seed có nghĩa là không có hạt giống ha. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cho anh em trồng cái này. Anh em thấy cái nhà tôi đẹp không? Đứng liền, mặc dù là tôi chưa có chỉnh chu, nhưng mà thấy anh em thấy nhà tôi quá đẹp. Cái view đó là tôi lấy bên Đà Lạt về đó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lại con trai của mình. Anh em nào đang xem nhớ ủng hộ tôi nha, bằng cách like, share, subscribe nha. Ok, C. Bây giờ mình muốn trồng cái gì? Quên nữa, mình muốn trồng cái gì? Đây, mình đánh chữ C. Thì ở đây mình muốn trồng Knuckleberry để lấy thật là nhiều. Mắc công là mỗi lần phải đi lấy con trai đi lấy đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lấy thêm vài hạt giống nữa. Cái hạt giống Knuckleberry nó rất là hiếm nha anh em. Rồi ok, đây 19 hạt giống Knuckleberry. Ok. Rồi, và sẵn tiện hồi nãy á, tôi có đi ra thu hoạch một tí, gọi là không phải, tôi đi lượm cức. Lượm cức của con trai. Đây. Cức con trai là nó có 3 loại cức. Cức thứ nhất á, là cức small, là cức nhỏ. Cức thứ hai là cức medium, và cức thứ ba là cức lắc. Ha, lắc là loại bự. Còn tôi là một dạng là ỉa là cứt xì mo thôi. Đây, bỏ vào đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ phân bón vào đúng không ta? Mình theo mình biết là như vậy, rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ cái này vào. Thì đây. Và các bạn anh em xem là cái fertilizer 7.500 có nghĩa là phân bón. Còn cái drop Knuckleberry C là hạt giống của Knuckleberry. Anh em thấy là nó uống nước không? Nước nó sẽ giảm xuống còn 599. Ghê không? Và bây giờ chỉ cần chờ nó lớn thôi, nó sẽ xài phân bón nữa nha anh em. Đó, nói chung là như vậy. Anh em có để ý là khi mà mình vào đây rồi, mình ít nghe cái tiếng động của xung quanh bên ngoài không anh em? Bây giờ tôi đi ra ngoài nè. Ôi, anh em thấy nó ồn ha. Mà khi mà tôi bước vào đây nè, nó rất là yên tĩnh luôn.
Wow, đúng yên tĩnh luôn á. Hay ghê không? Sau này tôi sẽ làm một trang trại đô đô cho anh em xem, cực kỳ quy hoạch hoành tráng luôn chứ không phải xịn xòa đâu. À, và bây giờ thì chúng ta sẽ đợi cho nó kiểu như có kết quả sau vài tập, hay là tôi chưa có chỉnh thông số mà cho cái cây lớn nhanh, cho nên là anh em cứ đợi vài tập, hoặc là nhanh nhất là cũng trong tập này. Thì bây giờ tôi sẽ đề con một số thứ để cho anh em xem trước đi. Grab 11. Tôi sẽ đề con mấy cái làm cái lối đi như thế này. Tôi thì thích cái này hơn. Tôi làm muốn làm cho nó sạch sẽ. Nhìn cho nó mới mẻ anh tí. Chứ cái ngôi nhà màu trắng á, ngôi nhà bằng kiến á đã là trong suốt màu trắng rồi á, mà anh em chơi thêm cái hàng rào màu trắng á thì nó rất là tệp màu, anh em phải không? Con mắt thẩm mỹ của chúng ta là như thế. Hình như là không đủ hàng rào để tôi lấy thêm. Ở đây tôi có binh thêm cho mình một cái chậu uống nước nè anh em. Khi mà tôi có khát nước tôi dứt một hơi vô đầy liền. Trời ơi, tôi tính hết rồi. Rồi ba đồ quỷ này tôi lo được. Tôi rạch thùng binh được. Đây đây, ui ui ui, lắc lắc lắc. Tôi lo được, tôi lo. Ui sao tôi vô đây à? Nó hơi lắc ha anh em. Đặt càng nhiều cái fancy này nó lắc lắm. Đó, nhìn cho có vẻ nó thiên nhiên một tí anh em. Ôi, hơi bị đỉnh của đảng á. Cái máy tôi càng ngày càng lắc luôn rồi đó. May mốt quá, tại vì tôi không dám hứa trước với anh em, tại nói cho anh em nghe vui thôi chứ anh em đừng có mừng nha. Nói là đừng có ghiền. Là tôi sẽ lôi kéo thằng The Duke vô chơi chung với tôi, bắt nó farm, bắt nó làm nô lệ cho tôi. Bắt nó làm nô lệ cho tôi. Nô lệ về tinh thần và cả thể chất luôn. Bắt nó sẽ đi xe bus đồng với tôi. Anh em nào mà biết xe bus đồng là anh em hiểu rồi đó. Anh em nào mà biết xe bus đồng là anh em hiểu với tôi rồi. Rồi thì tôi đề co xong rồi, tôi sẽ lấy con Mega Loading đi xuống để lấy một số thứ. Ví dụ như là lấy một, không phải là một số thứ nữa mà lấy một thứ, đó là biotoxin để về chế đạn. Thì tôi đã tích lũy rất là nhiều, metal tôi hết trơn rồi. Bây giờ tôi thấy không, nãy tôi mới lấy con Ankylo tôi đi farm rất là nhiệt huyết luôn. Và bây giờ trước khi mà có chế đạn, đây đây tôi sẽ cho anh em coi cái quy trình chế đạn biotoxin nó như thế nào. Biotoxin đó là một cái tên của mình gọi thôi, còn tôi còn tên gốc của nó là Shocking Tranquilizer. Tôi kêu nó là đạn biotoxin cho dễ ha. Thì để làm được cái đạn này thì chúng ta cũng cần phải có đạn đỏ. Đạn đỏ là đây. Ok, như vậy là chúng ta cần rất 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 nhiều narcotic. Ok, rất nhiều narcotic. Hiện tại narcotic của tôi là bao nhiêu, để tôi coi coi. Narcotic không có miếng nào luôn. Điệt vãi cả đái. Vãi cả đái, vãi cả đái, vãi cả đái. Và bây giờ thì tôi rất cần nhiều, rất cần Nacoperi. Sẵn tôi ra tôi lượm cức của tụi này luôn. Đây tôi đang trồng. Ui đây đây có cức rồi. Anh em biết cách nào mà cho cái tụi khủng long nó ỉa nhanh không ta? Tôi quên cái phím ỉa rồi. Hồi đó tôi nhớ là phím Z mà bây giờ mất. Tôi không nhớ nổi. Tôi không nhớ nổi cái phím ỉa. Tôi ít khi nào mà xài phím ỉa. Hình như là số cộng đúng không ta? Để tôi thử coi. Không không phải, không phải. Dấu cộng không phải. Ok, drop hết. Tôi sẽ lấy Nacoberry C luôn. Nếu mà muốn mà có cức bự á thì anh em cần phải tem con Ronto. À tôi quên, tôi có hai con trai lần, để tôi coi coi là con trai kia nó ỉa chưa. Không biết nó có, mình có cho nó ăn gì không mà nó ỉa nữa.
Ồ không có hiểu rồi anh em ơi, để cho nó ăn vô cái đã. Ồ nó có đồ ăn mà, tại vì nó không ăn thôi chịu rồi, tại nó không có vận động. Có ăn là phải có ỉa đúng không? Ok, ray lower cũng cần nè. À, bây giờ tôi lấy cái này chắc là đủ rồi anh em ơi. Rồi bây giờ tôi đi về. Rồi sau đó tôi sẽ stack thịt thối ra. Stack thịt thối ra để tôi gom lại mấy cái thịt thối này có bao nhiêu, 200 mấy đúng không? Cái này gần bị boiler nè. À. Còn có 500 mấy thì tôi lấy cái 160 mấy, tôi slip on nó. Ok. Như vậy là vừa. Sau đó tôi lấy fancy, tôi đặt ra luôn. Trước khi mà đặt thì chúng ta sẽ quay vào đây để làm narcotic, thì tôi sẽ bỏ mid boiler vào đây, chia đôi nó ra. Sau đó tôi sẽ bỏ narco berry vào đây làm cái này 400. Sau đó tôi sẽ lấy narco berry vào đây và mid boiler đây, và chúng ta sẽ làm 400 luôn. Ok, sau đó tôi đi ra đây để tôi đặt những cái fancy còn lại. Lắc thế. Ok. Nice. Vừa đủ luôn anh em ơi, vừa đủ luôn. Ở đây chúng ta thiếu 1 2 3 4 5 6 6. Chúng ta sẽ làm 6 luôn. Ủa, ở đây thiếu một cái là 7. Ok, 7 cái fancy. Ở đây chúng ta sẽ wrap 7 cái. Cái này gần xong rồi, còn 6 giây nữa mình sẽ chưa cưa đôi nó và để vào. Nhanh lên, come on baby. Ok, chúng ta có 169 bỏ vào đây, không biết có ráp được thêm không. Như vậy là chúng ta thiếu Naco Berry chứ không phải là thiếu Mid Boiler ha anh em. Tại vì mình bỏ Mid Boiler vào, nếu mà Mid Boiler thiếu thì nó sẽ ráp được thêm. Còn này chúng ta thiếu Naco Berry. Và nhắc tới Naco Berry thì chúng ta sẽ quay lại cái vườn của mình để xem coi. Ai, tốc độ. Mình có coi được cái tốc độ tăng trưởng đó không chúng ta? Chắc là không đâu ha. Không có xem được tốc độ tăng trưởng rồi đó. Anh em cũng đừng có thắc mắc là tại sao tôi để sole vậy nha, nhìn cho đẹp thôi chứ không gì hết. Để cho nó đẹp thôi. Ok, và chúng ta đi làm cái này. Ráp cho xong, cho khoanh tá tràng cái đã. 400, hồi nãy anh em nhớ không, là mình làm được mỗi bên là 400 narcotic đúng không, là 800. Chúng ta cần phải xem lại là chúng ta cần bao nhiêu. Đã 3 narco berry, cho là 900 đi. 900 thì chúng ta sẽ làm được 300 viên ha, đúng không? 900 narcotic thì chúng ta sẽ làm 300 ba mùm, một viên là 3, suy ra 10 viên là 30, 300 viên là 300. Ok, như vậy là chúng ta có gần 300 viên đạn đắt, 300 viên đạn đắt đỏ. Thì mỗi viên đạn đắt đỏ sẽ làm được một cái. Ok, như vậy mình cần farm ít nhất là 900 cái biotoxin. Và bây giờ let's go. Trước khi let's go thì chúng ta về nhà ăn cái đã. Và đem bộ đồ lặn của mình luôn. Bộ đồ lặn mình để bên đây. Ở đâu? Where? Where are you? Ở đây, và chúng ta sẽ... Ồ, mình có phân nữa nè. Mình quên. Tự nhiên đem cất vô người chi cho nó cay trét tùm lum. Ok, let's go. Để coi mình có đem cái gì nặng không để mình tối ưu quá nó luôn. Đồ đạc thì mình cất vô đây hết đi. Phân nè, này cất cho đây luôn. Ta long nè, hai nè, cái này luôn nè. Cái này là cái gì mình cũng không biết ta. Cái này là cái gì ta? Cái này hả? Oh, what the fuck, cái gì vậy? Holy shit, tới giờ mình mới biết rồi. Anh em dở thiệt, anh em. Trời ơi, anh em không thương tôi rồi. Thề luôn.
Cái này là cái gì để tôi đọc thông tin đó coi. Scan the element disture ban ke in the cave may travel hidden information information. À có nghĩa là để tập sau tôi Google dịch rồi tôi nói lại anh em. À, còn bây giờ tôi đi. Let's go baby. Chưa gì hết mà nó tốn cả cả. Ok, chúng ta không nhất thiết là nâng đam nha anh em. Hôm bữa tôi xuống đây anh em biết tôi thấy cái gì không? Tôi thấy lương điện, một cái con mà tôi sợ nhất cái server này luôn á. Tôi không sợ giga, tôi không sợ que gì hết mà tôi sợ lương điện là anh em hiểu rồi. Cái này là cái gì? Cái này tôi lấy không được. À, tôi sợ lương điện như là sợ ông nội tôi luôn vậy. Mấy cái bong bóng biển làm tôi ở đây. Wow. Tôi mới nghe tiếng gì nó hơi bị lớn luôn á. Ở dưới đây có rất là nhiều con đúc nha anh em. Duke đó là cái con mà cái đầu nó có giáp giáp gai, giáp sắt á. Chính xác là giáp sắt. Ồ, ở dưới đây có Rhystone này, không biết tôi lấy được không ta? Để tôi thử coi. Holy fuck, tôi lấy được Rhystone luôn. Hay thiệt. Rhystone nó dưới biển luôn. Ngoài tự nhiên thì có thể có, chắc chắn là có. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó à, đây 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 nè. Sướng kìa, và đằng kia có lương lương điện kìa anh em thấy không? Thật sự ra là tôi không sợ là nó giết con cá mập tôi mà nó sợ cái mới có nhiều con cái nội tại của nó là đánh mà đánh cái kiểu mà đánh đánh chủ nhân á chứ không phải là đánh con thú. Bây giờ tôi sợ lắm. Ở dưới có silica kìa. Ủa không phải, có rồng thôi. Ê, bây giờ sao ta, bây giờ sao ta. À Angel gel thôi, Angel fit thôi. Thôi từ 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 mấy anh ơi. À, tôi sợ lắm. Để tôi coi coi, không lẽ bây giờ tôi thả rong cho con cá mập ra cắn ta. Mấy con này nhiêu đây, level 50 không à? À, con này chết tôi luôn á, không giỡn đâu. À đây đây đây. Fuck. Chết luôn cũng được đó bạn. Ôi chết thiệt kìa. Dứt nè em ơi, dứt nó, đúng rồi. Thôi đụng, thôi đụng, chết luôn kìa. Thôi, con Megalodon mình chết rồi. What the fuck? Holy fuck. À, thôi đụng, thôi đụng. Mày có tuổi đánh tao chưa? Mày có tuổi đánh tao chưa? Mà mày không ngờ mấy con lươn này nó mạnh dữ vậy trời. Chơi ngu. Mẹ ơi, chơi ngu phải luôn. Mình cái này mình khinh địch quá anh em, cái này tôi hơi khinh địch thiệt, cái này tôi hơi khinh địch thiệt. À, bây giờ tôi đâu có con thú nào ở trên đây mà nó mạnh đâu ta, không lẽ con hải ly ta. Tôi thử tôi đi con hải ly. Con hải ly không chừng nó mạnh lắm à, chứ không có chơi đâu. Mà có điều là nó quẩy không không hăng. Ê, mà mày không ngờ nó mạnh phải cái đá vậy luôn á. Tôi thứ nhất là tôi quay lại tôi lượm cái này. Tôi lượm cái đồ của tôi. Khoan khoan. Vậy tôi làm cái đồ bơi trước cái đã. Tại vì hồi nãy anh em nhớ là nó quýnh tôi bứt cái đồ bứt cái bình khí rồi không? À, thiếu gì nhờ? Ờ à, Thanon đó. Không phải cái đáy. Má sorry anh em nha. Tôi để chết còn bây giờ rồi nè. Cay thì chứ tôi khinh địch quá, tôi khinh địch quá. Không được. Tắt tắt chứ.
khinh địch quá, tôi khinh địch quá. Quá khinh địch. Con này tôi nghĩ là mạnh nè, mạnh hơn con Megalodon nè. Hồi nãy anh em nhớ là con Megalodon đánh bao nhiêu không ta? Megalodon đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc. Ở con này cũng có oxygen nữa nè. Oxygen nó 2.800, tôi nghĩ là không tới nổi đâu. Đéo ngờ luôn. Bây giờ tôi quay lại. Hồi nãy tự nhiên tôi dướng cái cục đá anh em. Tự nhiên tôi ráng tôi bay lên khỏi khu vực hoạt động của mấy con lương điện, tự nhiên tôi dướng ngay cái cục đá, tôi trồi đầu lên không được. Tôi muốn tôi lên bờ xuống ruộng luôn. Ok, tôi tới nơi cái chỗ mà tôi chết rồi anh em ơi. Đây. Bây giờ sao ta? Bây giờ sao ta? Không lẽ bây giờ hy sinh con này luôn ta? Hy sinh con này luôn không anh em? Chơi luôn không? Bây giờ tôi cần đó là cái xác con cá mập tôi. Tôi thử tôi đánh con Angel Fish này. Ui. Chơi đi em ơi. Ấy, sao mày bỏ tao? Ấy, sao mày bỏ tao? Lông que gì? Thôi đừng có đứng game luôn. A few moments later. Vì một số lý do kỹ thuật của phần mềm quay video, nên có một số phân đoạn ghi được hình và không ghi được, mong anh em thông cảm. Ở đoạn này, sau khi vào lại game, mọi chuyện như chưa bắt đầu trong 15 phút vừa rồi, Megalodon và Lý Hải, à nhầm Hải Ly không phải chết. Tiếp theo là đoạn mình đang luyện level cho con Megalodon. A few moments later. Đây và bây giờ thì tôi xong rồi. Và bây giờ tôi nâng cho nó là cái này đi. Máu. Tôi nghĩ là tôi mạnh rồi đó. Tôi nghĩ là tôi mạnh rồi đấy. Bây giờ ha thì tôi sẽ vứt cái này, vứt hết thịt luôn. Hao không? Slip on ra đi. Bên đây và tôi vứt hết thịt ra luôn, tôi bỏ bên đây. Cái này nặng không ta? Được được, và bây giờ thì tôi sẽ chơi bắt đầu solo với tụi này. À khó rồi nha, cái này kèo khó nhất của tôi luôn á. À lương điện bắt đầu dí tôi kìa, lương điện bắt đầu dí tôi. Tôi phải dụ nó, tôi bây giờ tôi không chơi được, bây giờ tôi không chơi được. Thiệt sự tôi còn khá là yếu. Tôi phải dụ nó lên đây. Tôi phải dụ nó lên đây, đúng rồi, đi theo anh. Đi theo anh, mấy con lưu điện nó bơi nhanh, đúng nhanh luôn á. Đúng rồi, hình như là nó không có được phép qua cái rãnh đó thì phải. Ok, được thì quá đấy. Ok, rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi đường tắt. Chúng ta sẽ đi đường vòng. À, mình phải tách ly cái tội lương điện nó ra xa với cái tội sứa mà mình đang muốn farm. À, Megalodon, đây là một con mà mình cần để sực. Này level 50 rồi anh chơi được. Sẵn mình farm luôn.
lấy thành người luôn. Và sau khi giết rồi chúng ta được lên 2 level. Ok, chúng ta không gây sự với bất kỳ ai ngoài sứa nha anh em. Nhớ nha, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào. Rồi, và đây tôi sẽ tách, tôi đã tách được khỏi cái bọn lương điện ra rồi. What the fuck? Mấy con vậy? Ui, sao nó bám dai vậy? Ủa đúng không? Nó bám đúng dai luôn á. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ tụi nó vẫn còn kia kìa, mình vẫn thấy tụi nó bám đúng dài luôn anh em, anh thấy không? Anh em thấy rõ không? À, vài cái đáy thì bám dai như là đĩa kìa. Ok, và bây giờ đúng chúng ta đứng đây, chúng ta xem coi tụi nó có dí theo hay không, mà sẵn nghỉ mệt luôn. À, theo định hướng là chúng ta sẽ đi qua bên đây để chúng ta có thể thấy được những con sứa. Ok, let's go baby. Má con sứa nó ở chung với lương điện, đúng là combo wombo luôn á. Có một cái con ba silo gì ở đó kìa. Tạm thời mình không muốn tem nó. Tập này mình muốn đi lấy biotoxin thôi. Ồ, và nó muốn quýnh mình thì phải. Nó muốn quýnh mình luôn, hai con luôn. Con ba silo đó hình như là nó có cái tác dụng gì đúng không anh em? Anh em comment cho tôi biết nha. Hình như nó có một cái khả năng đặc biệt gì đó mà tôi không có để ý tới. Vô nhanh lên, come on baby. Rồi chúng ta quay lại với tụi sứa. Mình bị quên rồi, tụi sứa nằm đâu ta? À đây 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 đây, thấy rồi, kìa kìa, tụi nó nằm ở rảnh đây nè. Đây đây, và bây giờ chúng ta sẽ quất nó. Mình sẽ dụ cho tụi sứa nó qua đây. Trước tiên thì mình sẽ lia cái đám Anchovies này cái đã. Mấy con Anchovies này mất phí, Anchovies này phí này mất dạy lắm. Mình đánh nó một tí là nó chạy à, một phát chứ. Phải lia hết đám này mới được, mới an tâm chơi được. À, anh em thấy lấy không có nhiều biotoxin mà nó dễ không? Chơi đi em ơi, bây giờ mình cho nó solo luôn. Má bị lắc nữa rồi, ok. Chơi đi, thoải mái đi. Chơi đi, thoải mái đi. Yolo đi. What the fuck, mày đâu rồi? Holy shit, mày đâu vậy? Hey, help me. Hey, qua đây. Làm cái gì vậy? Chơi nó. Đúng rồi, hai. Điệt quá. Sứa, đây thì sứa với chúng tôi. Đúng rồi, chơi tiếp. Chơi tiếp cho anh. Đánh nhà cho anh, đúng đánh nó cho anh. Còn con kìa sao quýnh luôn. Tới, có đuôi cũng thấy mà. Ui, mày bay theo tao lên nè. Kìa, đừng có đeo theo tao nữa. Đánh nó. Mày bay sao vậy? Con điên này. Ừ. Trời ơi, có nhiêu đó thôi mà. Ôi. Ủa nó đi đâu vậy anh em? Thề luôn á. Ở con này bị ngáo đá rồi. Ê, đâu vậy? Đây nè. Má nó cắn. Nó bị chích điện chứ nó sẵn á. Ok. Thu hoạch thế nào? 120 biotoxin.
Mà đây còn con nữa đúng không? Làm luôn. Ok, nice. Tôi nói là có con. What the fuck? Ok, oxygen tôi. Ôi sao nó bể rồi? What the fuck? Ôi lên 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 lên. Ôi cái oxygen tôi nó bể rồi. Tôi được bao nhiêu đây? 600 mấy oxygen rồi hả? Quay lại luôn. Quay lại tôi coi còn tôi còn thu hoạch được cái gì nữa hay không. Tôi nhớ còn nhiều lắm mà ta, sao bây giờ nó hết trơn rồi. Ok, như vậy là bây giờ tôi về tôi ráp cái đám khác để tôi đi đi kiếm điều tôi xin tiếp ha anh em. Tại vì lâu lâu tôi mới đi xuống đây một lần. Cho nên là cần phải farm một lần cho xong, tôi cũng không muốn ở dưới đây nhiều lần nữa. A few moments later. Ok, và mình tìm ra được một bãi sứa nữa anh em ơi. Và hồi nãy mình bị có mấy con bị con lương dí cho nên thôi mình chạy. Một là chạy, hai là quýnh diệt trừ tụi lương luôn. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên chạy đi, nó tới hình như tới tới 6 con lương, 5 6 con lương thôi chạy. Chạy đi cho lành ha anh em. Chạy cho lành, chạy cho lành. Và ở đây mình một bãi bên đây, một bãi bên kia nữa. Khá là nhiều cái chỗ này, cái chỗ mà hồi nãy mình vừa giết luôn nè. Ai à, tụi lương đang dí mình. Mình thiết nghĩ mình qua bãi bên đây đi, một hai bãi thôi. Tập này thì mình chỉ để decor và để đi farm biotoxin thôi. Mình nhớ hình như có bãi ở đây nè, đâu mất tiêu rồi ta. Để mình quay lại mình kiếm coi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. À, không thấy nha. Một con Mosasaurus con. Wow, ở đây sao vậy? Ui, cái gì mà nước trống không vậy? Con quỷ này cứ dí theo tao hoài. Tao có làm ăn gì mày đâu. Thôi, mình sắp hết stamina rồi, chắc nó dí kịp quá. Ok, chắc mình chơi bãi trên quá, mình cho mấy con lương điện chơi luôn con lương điện luôn. Từ từ để mình hồi stamina lại cái đã. Hồi nãy giờ mình đi mình luyện level cũng hơi bị nhiều đó anh em. Ok, ăn cho viết. Tiếp theo. Tiếp theo. Oh fuck. Fuck. Trời ơi, bố láo với chúng tôi. Bố láo với chúng tôi, bố láo với chúng tôi. Bố láo với chúng tôi. Bố láo với chúng tôi. Trời ơi, nãy giờ bố mày chạy là không phải bố mày sợ đâu, mà là bố mày không muốn gây chuyện thôi. Sao thế nào, thế nào? Quay vào đây, mày quay mày lại đây. Mày quay lại đây. Thế nào? Tưởng thế nào? Tưởng thế nào? Vô đây, vô đây, vô đây. Phóng nào, phóng nào. Phóng không? Phóng không? Phóng không? Ủa, con này trâu vậy? Con này trâu vậy? Con này trông chó vậy? Trâu. Trâu. Trâu như bảy cứt trâu luôn. Ai, rồi bây giờ chơi thôi. Quẩy đi em ơi. Quẩy đi. Quẩy nó cho anh. Quẩy lên, quẩy, sao không quẩy? Ui, cái gì vậy? Ôi, vụ gì ta? Ôi, vụ gì ta?
Ở đoạn này đành phải đứng nhìn Megalodon chết hu 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 hu. A few moments later. Ok, thì clip tới đây cũng đã hết và con Megalodon của mình cũng đã chết. Thật là đáng tiếc. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những cái tập sau của ARK nha anh em. Bye bye.